Hà Nội lọt top 10 thành phố uống bia tốt nhất thế giới. Hà Nội cùng với nhiều thành phố lớn trên thế giới được lựa chọn là địa điểm uống bia tuyệt vời nhất trong mắt du khách quốc tế. Theo một nghiên cứu mới đây của trang du lịch trực tuyến Booking, xét trên một loạt các yếu tố như địa điểm đẹp, quán bar, độ ngon của sản vật và bia thì du khách đã bình chọn ra những thành phố uống bia ngon nhất thế giới. Trong đó, Hà Nội đã lọt vào top 10 thế giới và với thứ hạng 8 là một trong những thành phố uống bia đầy hấp dẫn trang booking cũng đánh giá rằng hà nội là một thành phố đầy quyến rũ với nhiều điểm tham quan đẹp hấp dẫn cũng như có nhiều món ngon như phở nem quấn đặc biệt là bia rất ngon và rẻ ấn tượng trong mắt du khách chính là uống bia đá và tiếng hô trăm phần trăm một biểu tượng chúc sức khỏe và uống hết mình du khách đến đây tha hồ lựa chọn nhiều thương hiệu bia việt lẫn quốc tế nhưng ngon nhất vẫn là nên thử bia hơi hà nội một món uống quen thuộc ăn sâu vào văn hóa của người hà nội trang booking chia sẻ đường thứ nhất danh sách các địa điểm uống bia hấp dẫn nhất là thành phố dublin của ireland xếp thứ hai là munich của đức và thứ ba là amsterdam hà lan